Thông báo chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan. Thực hiện đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan. Điều kiện tuyển chọn nam nữ, tuổi từ 18 đến 30, trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên ngoại ngữ không yêu cầu trình độ tiếng Nhật khi đăng ký sẽ được đào tạo đến khi xuất cảnh. Đủ sức khỏe đi làm việc nước ngoài, không có tiền án tiền sự, chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản, chưa từng cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài. Ngành nghề làm việc tại Nhật Bản: sản xuất chế tạo, xây dựng, chế biến thực phẩm. Thời gian làm việc tại Nhật Bản: thời hạn làm việc từ 3 đến 5 năm, thời gian làm việc theo quy định của Nhật Bản. Thu nhập phúc lợi thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng chưa tính tăng ca. Tích lũy khoảng 700 triệu đồng 3 năm, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí, hỗ trợ từ 100 triệu đến 170 triệu đồng tùy vào suốt năm thực tập để khởi nghiệp. Được trang bị ký túc xá và thiết bị sinh hoạt khi làm việc tại Nhật Bản. Chi phí đào tạo và phí dịch vụ tham gia chương trình. Chi phí khi tham gia chương trình theo quy định hiện hành, người lao động chỉ đóng một số chi phí theo quy định của chương trình. Chính sách hỗ trợ cho chúng người lao động thường trú tại Long An được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ dây vốn khi đi làm việc nước ngoài với mức dây 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài và tối đa không quá 150 triệu đồng một người. Địa điểm tư vấn: Người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chương trình đi làm việc nước ngoài, xin vui lòng liên hệ tại Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, địa chỉ số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 02723 826 953, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An, trụ sở chính, địa chỉ số 78 quốc lộ 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, quyền Bến Lức, tỉnh Long An, điện thoại 02723 871 711, 3638 633, 3633 566, gia lô 0842 711. Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Việc làm khu vực Tân An, địa chỉ số 98 quốc lộ 1A, phường 2, Tân An, Long An, Điện thoại 0272 3 526 chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Việc làm khu vực Đức Hòa, địa chỉ số 180A, đường 3 tháng 2, thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, điện thoại 02723 814980 chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Việc làm khu vực Cần Duộc, địa chỉ số 96 đường tỉnh 835, khu phố Quả Thuận 1, thị trấn Cần Duộc, tỉnh Long An, điện thoại 02723 738737 chi nhánh trung tâm dịch vụ việc làm khu vực kiến tường địa chỉ quốc lộ 62 phường 3 thị xã Kiến Tường tỉnh Long An. Điện thoại 0272 952 368. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quyền thị xã thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn nơi cư trú.